chào mừng quý vị khán giả. Ngày hôm nay dự báo nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng dài ngày thì nhu cầu sử dụng các thiết bị điện cũng sẽ tăng cao, gây ra nguy cơ chập cháy. Chính vì thế mà quý vị chúng ta không nên sử dụng quá nhiều thiết bị trong cùng một ổ cắm. Thêm vào đó thì quý vị hãy tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng quý vị nhé. Xin chúc quý vị khán giả một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng.